đi ngủ. Bây giờ sớm có quản lý bớt dụng xô lại. Tội nghiệp quá à. Em ước ao được bận rộn như chị. Em có quay show của em không cho em được bận rộn. Em quay có mà không như thế mà em còn làm người khác bận rộn theo em nữa như này. Trời ơi. Đợi Hồ Quỳnh Hương mời mãi mà không biết Hồ Quỳnh Hương mời. Em có biết em có cần mà như kiểu là cái người mà nghĩ ý tưởng chương trình không thì em mời chị đi làm cho em đi. Ý tưởng gì chị? Em đang đợi làm MC đám cưới cho chị mà. Mà tôi không biết á nghe, tôi không biết á nghe. Nói gì chị Hương, chị giật bắn người chị ghê vậy. Sao? Có người chốt kèo chưa? Ai chốt? Ồ chị đâu chốt chị chưa? Chưa có chịu chốt. Bây giờ chị nhắn đi. Chốt nhanh đi để em còn làm đám cưới vừa qua vừa rồi em mới làm đám cưới cho gia tộc nổi tiếng nhất Việt Nam. Về Thiền Định, nhớ nhà đám cưới nhớ alo em dẫn chương trình nha. Em nhìn mặt chị là có thể cưới được ạ? À? Cưới chứ, năm nay cưới đi bằng cái chốt kèo lớn cho em. Làm sao? Làm sao nha. Bà nè, nói nghe nè. Bà nếu mà bà đám cưới là bà phải mời tôi nha, bà mời em xin khác luôn hồn xin đời. Tốt rồi đó nha. Xin đời. Nhưng mà nếu mà không cưới là không có được trách nha. Đúng. Nữ quản lý Hồ Quỳnh Tâm, nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương đã chốt kèo tôi dẫn đám cưới của chị ấy rồi. Cho nên là chị nhớ quốc định. Em biết kịch bản dần có cái tên thì sẽ phải cho chân chấm. Vâng. Đến ngày đấy thì chị liền. Vâng, em sẽ kiếm chú rể đặt vào trong đó để dẫn chị vô lại đường nha. Em đi làm MC cho đám cưới thì em có lấy tiền không? Không. Vì em không lấy tiền, chị quyết tâm tìm chú rể. Đấy, chị... Chị đi nói chơi chưa? Rồi. Nói nữa hồi cái bả làm thôi lôi nữa là bây giờ mệt nè.